tự đắp tay. Và cô bán chị thấy có những cái vần vần không, lý do là chưa có khô cái màu của bê á, nước sơn á, nên là nữ là bây giờ như vậy đó, khoảng tiếng nữa thôi. Và chiều nay buổi hồi cũng sẽ quay cập nhật tình hình của các anh, rồi gửi cái phần tiền còn lại cho anh Hợp luôn. Còn bây giờ xuyến ở Mỹ á, yeah, gửi cho anh 1 triệu đồng. Cho con xin cảm ơn cô Xuyến, chúc cô nhiều sức khỏe và dồi dào trong cuộc sống. Xin cảm ơn cô. Vui hồi xin chào cô bác quý anh chị. Hiện nay cũng hơn 1 giờ chiều và các anh thợ đang tiến hành gấp rút để hoàn thiện cái phần của ngôi nhà. Chiều ngày hôm nay thì các anh phải hoàn thành ngôi nhà này để bàn giao. Còn những cái chi tiết nhỏ chẳng hạn như là làm một cái đường lối đi lên cho nó đẹp tí xíu, gấp luôn cái phần cửa sổ và ở phần cái nơi rửa rau củ đằng sau nữa. Và cô bác quý anh chị thấy không, một ngôi nhà phải nói là hiện nay thì Bùi Hồ rất là ưng ý, rất là đẹp luôn, một màu trắng sáng rực lên, chưa có gấp phần cửa sổ giống như hôm qua Bùi Hồ cũng đã nói ha. Và vô đây nè cô bác quý anh chị, phần gạch sau khi được lau dọn xong thì phần gạch màu xanh này kết hợp với cái phần la phong bên trên này nè, cô bác quý anh chị thấy như thế nào chứ Bùi Hồ thấy là chịu muốn hết nổi rồi cô bác quý anh chị ơi. Nhìn ở trên kia kìa, à, một cái màu la phong màu xanh kết hợp với lại một cái màu bê màu xanh ngọc, nó rất sáng nha cô bác quý anh chị, cực kỳ sáng. Và ở dưới này kết hợp luôn cái phần gạch này màu trắng nè, nó chuyển sang ở dưới này cái màu xanh trắng nữa. Cô bác quý anh chị nhìn tổng thể ngôi nhà ha, mình nhìn đã lắm cô bác quý anh chị. Tự nhiên cái bây giờ không có từ ngữ nào để nói nữa. Trên đó cái màu xanh cộng với màu trắng của cái lam dạ gia đình đẹp ha. Đúng rồi, ở đây là cái màu lam là màu trắng, đi cái đường chỉ là màu trắng và kết hợp với cái nền xanh, nhìn nó đẹp ha. Đẹp. Quá đẹp ha anh ha. Bóng đèn trên kia nữa kìa, nhìn ngôi nhà này cực kỳ sáng luôn. Cái cửa sổ ở đằng trước này là lấy đủ ánh sáng luôn nha cô bác quý anh chị. Đây. Ở trước này cũng sáng luôn. Lấy đủ ánh sáng. Ở trên này là một màu xanh luôn, đường chỉ màu trắng. Ở cô bác quý anh chị không? Cái lam này là cũng đường chỉ này anh Hợp là bắt cũng khoảng cỡ buổi á cô bác quý anh chị. Tự đắp tay luôn nha. Đường chỉ ở ngoài á. Tự đắp tay. Và cô bác quý anh chị thấy có những cái vần vần không? Lý do là chưa có khô cái màu của bê á, nước sơn á. Nên là nữ là bây giờ như vậy đó, khoảng tiếng nữa thôi. Và chiều nay buổi hồi cũng sẽ quay cập nhật tình hình của các anh, rồi gửi cái phần tiền còn lại cho anh Hợp luôn. Còn bây giờ thì hiện nay đến đây để tặng cái phần quà trước tiên cho anh có động lực làm cho nhanh nhanh hơn nữa, bây giờ nôn lắm rồi. Chào anh Hùng. Ừ, chào anh Hùng. Chào Phan em. Còn mấy cái này tí xíu nữa các anh vô xong rồi cái mình dọn dẹp ngôi nhà sơ lại tí xíu nữa là nhìn đẹp dễ thương lắm. Mời cô bác anh chị vô đây ha. Đây là lối đi vào nè. À, thấy đẹp không? Rồi, đây là cái căn phòng nè. Tên cô bác anh chị thấy không? Phòng này cũng được dán gạch luôn, cũng một cái màu xanh luôn ha, cũng một cái màu xanh của B xong rồi sau đó là sơn lại. Đây nè cô bác anh chị, đây anh mới dán gạch một cái chìa viền chỉ trắng này là 3 tấc, từ dưới này lên đây là 3 tấc, sau đó anh tô trên này cho nó phẳng lại. Ở dưới này là tô là nó khít cái này luôn nè, khít cái tôn luôn ha, tô là nó liếp lại cái phần tôn, bảo đảm với cô bác của anh chị là tôn không mục, côn trùng nó không vào được nè. Còn cái này nó giữ nè, này mơ kìa. Này cái đèn này là anh Hợp mua cho nó. Có nghĩa là đèn này cảm ứng nha. Đó. Không, đèn đó là đèn năng lượng tối bắt đầu là phải. Đúng rồi, cảm ứng ánh sáng tối. Ánh năng lượng. Đèn này sử dụng điện. Cảm biến. Cảm biến nó lận. Đó, đây có cái quạt luôn này nha. Đã cắm điện mà năng lượng. Dạ. Ở đây là được 2 phòng cô bác anh chị, rất là đẹp ha. Nhìn phải nói là nhìn ở đây nè, từ đây ra sao. Trời ơi, nhà nhìn sao nhìn sáng dữ hơn. Đúng không? Cô bác anh chị thấy không? Thấy không? Đã chưa? Đã chưa? Quá đẹp luôn. Cái màu gạch em với anh chọn là ok đó anh Hợp, không ai la trên anh Hợp ơi. Đẹp quá. Kìa cô bác anh chị nè, thấy khoảng bếp rộng không? Coi 2 mét. 2 mét mấy anh Hợp này, 2 mét rưỡi không? Không gian này nè. 2m9 lần cô bác anh chị thấy đẹp không? Cực kỳ luôn, màu rất là sáng. Còn cái phần ở trên là cao lắm, cao lắm. Hành ứng vừa này, nhà này vừa sáng, vừa thoáng và vừa cao luôn. Anh Hợp là lúc trước nhận làm cái phần trước thôi, nhưng mà làm luôn cái phần này nè. Đó, cô bác anh chị thấy không? Phần này bước ra đặng thẳng cái nhà vệ sinh ở trong đó nha. Cho nó bằng, rồi, hả? Cho nó bằng này luôn, lúc trước là một cái đống sà bằng nha. Bây giờ là anh tráng hồ dầu lại nhìn nè. Cây nước bên kia kìa, quay anh một đầu dưới Úc đồn thóc qua đó quay kìa. Trời ơi, đẹp không? Nó giờ cây nước qua đi nước qua bên đó luôn thấy không? Anh Hợp đi cái đường ống qua đó luôn hả? Ừ. Xây ngược lại.
thì nó rửa rau củ đó, còn cái lu để cạnh bên. Vậy bỏ nó tôi tính xây thêm tới dưới đó rồi. Vậy hả? Tại còn những đồ đó bán hai người xây. Dạ. Con mình phải nhà. À. Đẹp ghê không? Trời nó đã là sao đâu á. Quá đẹp rồi. Mấy đứa nhỏ nằm dưới này lăn ngóc chơi cũng được nữa. Nó thiệt luôn á, mát lắm. Gặp này to tới 5 tấc được. 5 tấc vuông được, hai miếng này là 1 mét đó cô bác anh chị. Màu này công nhận màu này sáng thiệt anh Một Đồng ơi. Sáng quá. Ốc luôn Đồng Thái thấy màu này sáng không? Đúng rồi, cái màu rất là sáng, kết hợp giữa cái la phong ở phía trên nữa nè. Ừ. Thì nó sẽ dạ ra. Trời ơi, nhìn ra thẳng vào trước kìa. Rất là mát. À, quá đẹp. Anh Hợp ơi, xong tay chưa? Sẵn sàng xong tay, mình ra ngoài này gặp mấy anh trước đi. Nói chung là nhà này ha, đi bề ngang là 4,5 m, chiều dài là 12 m, chưa kể phần nhà vệ sinh, tổng chiều dài của tôi là 17 m cô bác quý anh chị. Và bây giờ các anh đang làm cái hạng mục còn lại nè. Trời ơi, đúng không? Đúng không? Thấy người hồ vé nhỏ trong cái ngôi nhà không? Đúng không anh Một Đồng? Trời ơi, cái màu gì nó đã trời. Thiệt luôn á. Cô bác anh chị chịu màu này không? Mai mốt mà có mạnh đường quân ủng hộ thì xây nhà giống như vậy nè. Chịu không cô bác anh chị? Cái cửa sổ rất là thoáng luôn. Anh Hồng ơi, đã quá anh Hồng ơi. Đóng cửa này nghe em, đóng cửa này nghe. Đóng cửa này bây giờ cứ ăn trộm vô được nha anh. Tại vì chưa có cái tay xây nè. Rồi. Nhớ rồi. Lát nữa có tay xây với lại cái chốt này không anh hay khỏi chốt? À có một cái chốt ở trên đầu. Đó có chốt trên đầu nè. Ở dưới không có. Có cái chốt ở trên đầu. À tí xíu nữa anh gắp cái tay xây đầu vô luôn. À đã chưa? Tại chưa gỡ cái máy này ra nha. Này nè chưa gỡ cái nè. Đẹp ghê á. Đã không? Đã không? Nói không phải binh thợ nha mà phải nói là tuyệt vời. Nó đang gắn tay xây nè. Chỉ cực quá, thấy làm vất vả quá. Đến thời điểm này chưa về lại Đồng Tháp nữa. Thì bà có nói với lại Bùi Hồ, nói thôi bà gửi để lì xì cho các anh thợ. Thứ nhất là mua quà về cho vợ con cho mừng nè, đi cũng xa rồi. Thứ hai á là cũng như phần quà để ủng hộ tinh thần của các anh. Mấy anh, bà nói là đôi khi mấy anh làm cái này là lỗ công luôn á. Cực khổ quá. Hơn dự kiến là tới khoảng 3-4 ngày anh Hợp. Thì anh Hợp ơi, hôm nay thì em nhận được sự ủng hộ của bà Mã Xuyến ở Mỹ á. Thì bà gửi cho ba anh em thợ hồ, thấy cực quá. Ba anh em là 100 USD nhỏ. Thì em gửi cho em Hồng vô với bà thì gửi cho mỗi anh 1 triệu đồng ha. Phần của bà Mã Xuyến cùng em phụ vô có tí xíu thôi. Thì gửi cho anh, thay mặt bà thì chúc các anh cùng gia đình luôn có sức khỏe dồi dào. Bỏ qua những lời bàn tán trên mạng, không ai ở vừa lòng hết tất cả mọi người. Có ai nói thì cứ nói Bùi Hồ nó kêu làm vậy. Ha. Rồi gửi cho anh. Đây 1 triệu. Cũng cảm ơn bà Mã Xuyến. Dạ bà Mã Xuyến. Dạ anh em cảm ơn bà Xuyến nha, anh kêu dạ, bà Xuyến. Xuyến. Dạ. À. Giờ mệt quá nói hết nổi hả? Ảnh sáng về chạy đám luôn. Bà Xuyến mà nói là thấy anh gì mà anh Hộp anh gì đó, anh nhỏ con anh chạy tới chạy lui làm bà thấy dạ. Thấy mệt mà vui. Còn mình ăn chút xíu bà nói khi mà bà về Việt Nam á dạ. Là bà ghé thăm anh. Thôi qua anh Hộp nhìn lớn đi. Chết rồi. Em bước đứng đó thì em bước qua đây ha. Đây anh Hồng, đây ở đây anh Lớn. 2 phút nói chuyện, ôi cho 1 phút thôi. Biết rồi chiều nay sẽ về sớm thôi. Rồi hôm nay em thay mặt cho bà Mã Xuyến ở Mỹ, hôm rồi cũng có gửi quà cho mình đó. Thì gửi cho anh để anh có tiền để mà mua quà về tặng vợ con với lại một ít chi phí làm động lực cho thêm anh. Đây thay mặt bà gửi cho anh 1 triệu đồng. Thì cũng cảm ơn bà cô Xuyến. Dạ yeah. Nhìn bà kia. Rồi tới anh. Rồi vậy đi anh Hùng, anh lớn nhưng mà anh nói nhỏ lắm. Rồi đây tới anh Hùng nè. Anh Hùng hôm qua là không có nghỉ tay nghỉ chân gì hết trơn á.
nguyên một buổi chiều anh Hùng ha. Qua là về nhà ngủ sớm luôn. Liên cơm hết nổ, bắt anh hai đi mua vàng luôn. Trưa nay là cũng vậy. Trưa nay là cũng đâu đi ăn cơm nổi không. Ở nhà ở đây cố gắng làm tranh thủ cho xong. Này khoảng mấy tiếng nữa làm xong? Chút nữa khoảng nửa tiếng rồi xong à. Nửa tiếng nữa là xong. Còn lóc này nữa là rồi. Dạ. Cũng mau ha cô bác với anh chị. Ngôi nhà nhìn đẹp quá ha. Anh xem thấy vừa ý không? Thấy màu màu đồ chọn vừa ý không? Không, cái màu thì tôi xây mà cái màu thì anh hợp anh cho. Màu đẹp lắm, anh hợp nó lên màu xanh ngọc mới đẹp. Đó, nên là thử là đẹp thiệt luôn á. Nó đơn giản thôi. Tại vì nhiều màu nhiều quá nó sẽ gọi là sau này nó bị lỗi, đúng không? Bị lỗi thờ á. Thành thử đơn giản vậy mà đẹp. Và ngày hôm nay em thay mặt cho bà Mã Xuyến ở Mỹ á, dạ, gửi cho anh 1 triệu đồng. Cho con xin cảm ơn cô Xuyến, chúc cô nhiều sức khỏe và dồi dào trong cuộc sống. Xin cảm ơn cô. Dạ. Mấy anh cũng cực khổ vất vả quá. Thôi để cho anh làm tranh thủ về nhà con cái vợ con nữa. Anh nói khoảng chừng tí xíu nữa là xong rồi. Còn phẳng này ra lát nữa dán đây nữa hên. Bùi Hồ thì cũng phải ở lại, ngày mai cũng phải coi bàn giao nhà cho chủ nhà. Hôm nay thì kêu đây nè. Mấy anh với chị này qua phải chà mấy cái vườn cho nó sạch để đem vô cái ngôi nhà mới. Chà phải sao bông đâu nghe chị, cho đẹp. Đó. Này là cháu chứ không phải là con của cô Chính. Chứ không phải con của cô Chính. Mình dỡ cái miếng vạt lên. Ồ, đóng dính luôn hả? Đóng dính thì em tháo ra nãy rồi. Anh có cái motor không sạch nó? Không có hả? Dạ. Xách nước từng xô hả? Dạ. Dạ, rửa cho nó sạch. Rồi mình để cái vạt này nha. Để cái vạt này cho em. Anh rửa rồi để cái vạt này cho em rồi. Có thể là em sẽ tranh thủ, em sẽ kiếm cái niệm để đó tối nay vô ngủ luôn. Ngày mai em bằng dao sao? Chứ bây giờ để chiều nay cho nó kịp khô anh 1 đồng. Rửa cho nó sạch hết giùm em đi, rồi từ từ em xử lý sao. Còn niệm đồ á ha, ba cái niệm cũ của mình á anh, niệm gói cũ của mình á, thì bi nào cái nào không sử dụng được thì mình bỏ đi cho nó sạch. Tí xíu nữa em đi mua niệm mới luôn cho. Đúng, được không anh 1 đồng? Đúng rồi. Cho bây giờ tối nay là bây giờ mấy đứa bé cháu á, bây giờ nó nói trời ơi con phải vô nhà ngủ liền bà ngoại ơi, bây giờ con nôn lắm, thậm chí là nằm lăn ở trên gạch luôn. Cô Chính ơi, cô Chính, cô Chính là không có nổi, này là cháu của cô Chính cô bác của anh chị. Qua đây đi cô Chính ơi. Hồi mai này có phần quà nữa, còn anh 12 anh rồi tặng quà chứ anh Luận về chị Ngộ ở Vĩnh Long nữa xuống tặng quà nữa. Rồi cô Chính ơi, cô Chính. Ôi, mệt quá. Mệt rồi. Tôi cũng mệt cái gì. Nó chơi cô Chính nó vui. Sao? Nhà đã không? Đẹp. Đã chứ, rồi không đã cũng phải đã tại gì. Nhưng mà hỏi thiệt nè, đã không hay là không đã? Không đã. Đã chứ, làm gì mà không đã tại vì mình... Đẹp không á? Đẹp. Vậy chứ cất vậy là đẹp rồi đó, ai đi ngang cũng đều khen hết trơn á, chứ không phải là nịnh nghe đó là thiệt. Hồi sáng đó không biết nhỏ cháu đó, nó ở số xóm nó không có từng đi đường này, mới đi bữa nay cái thằng ủa nhà gì cất tiền đâu, tiền của gì hay là nhà nước cất cái nó phải là mạnh thường quân từ thiện cho cất cả cái thằng ủa sao vậy hả, sao cất có đẹp quá vậy, tao tưởng đâu gì sức tiền nó thợ tao bệnh cất có tiền đâu sức hồi sáng đi lạnh thuốc kìa, một bao sách toàn tay ăn gì kìa. Bác sĩ ở thành phố á, ổng hứa cho ví dụ mà nói 30 triệu á, bây giờ ổng sách đô kia cho một bọc thuốc đỏ kìa, một bọc thuốc luôn rồi cho chưa, cho hồi sáng rồi, cho 30 triệu luôn hả, tiền đâu có, ổng gửi thuốc vô, trước rồi, đúng không, ổng từ từ ổng gửi có vốn ngân hàng á, chứ thôi có nghĩa là làm rồi sổ tiết kiệm cho cô để tháng cô nhận cái tiền lời á, có đợi đóng tiền điện tiền này tiền kia cũng được luôn. Dạ, gọi quy định 3 tháng mới rút. Có 3 tháng nè. Dạ. Dạ. Con thấy mấy ông thợ xây được không? Không được thì con hả? Chiều nay con đuổi mấy anh về Đồng Tháp. Sao? Dạ chắc kiểu nay đuổi được rồi. Đuổi được rồi hả? Xong việc là đuổi rồi đó. Dạ. Chứ mấy ông ở đây mấy ông quậy quá, nhà của mình đang ở cái mấy ông lại mấy ông đập mấy ông dở ra tùm lum trơn á.
Hả? Rồi sao? Rồi cái chuyện này chắc đuổi được rồi đó, làm xong nhà rồi đuổi được rồi. Ủa đuổi thiệt hả? Không đuổi nói thiệt. Lời nào cho cảm ơn mấy anh thợ đi. Cảm ơn thì cảm ơn trước, cảm ơn sau đuổi. Thôi nói vậy chứ con nói dạ, chọc chơi dạ. Đứa cứu thợ nó cứ giận nghe. Giận ở chính coi đây. À, đây là anh Hợp, chắc hôm ngày cô Chính chưa biết tên đúng không? Dạ biết, không biết tên nữa. Anh Hợp, anh dạ. Hợp là quê ở Đồng Tháp. Dạ. Là ảnh là đây là anh Hùng. Dạ. Cũng Đồng Tháp luôn, anh lớn cũng Đồng Tháp luôn. Dạ. Quê hương của tụi con. Dạ. Có anh Một Đồng là Đồng Hương, quê ở An Giang cũng kế bên nhà đó. Dạ. À, nói với cô Chính có nói lời nào nói với anh Hợp làm cho đỡ mệt cô Chính. Không biết nói gì hết trời. Thì cô nói lời nào cũng được, chân thành đơn giản mộc mạc thôi. Dạ, vậy cái cũng chân thành cảm ơn chú thợ. Thì... chú anh này anh Hợp. Anh Hợp dạ không? Cô, cô kêu bằng em đi. Dạ, rồi cái hết sức làm cho đẹp nhà, rồi cái quyết lòng để làm cho tranh thủ làm rồi số đoạn cho bà cháu tôi có nhà để ở. Tôi giờ thành thật cảm ơn anh Hợp trở nghe. Chị... anh Hợp ơi. Dạ. Rồi anh Hùng kìa. Dạ, cũng cảm ơn anh Hùng luôn. Dạ. Con cháu tôi là cô ư. Một xíu à. Đó, dễ thương không? Còn bên đây là anh lớn ơi, cô Chính nói chuyện anh kìa. Dạ. À, cô nói cảm ơn. Cảm ơn chú lớn luôn nghe. Chứ chỉ biết lời cảm ơn thôi, chứ không có biết lời chút gì hết trơn á. Tại vì không có rành tiếng Việt khung quá. Nói bằng tiếng Akun người sao nữa cô? Cảm ơn tiếng tiếng Khmer. Akun. Akun. Dạ. Chứ không phải Akun, Akun. Akun. Bây giờ cô nói một lời cảm ơn các anh thợ bằng tiếng Khmer đi cô. Dạ. Cảm ơn Khmer là các chú đâu có nghe được đâu. Thầy nói nhưng mà cô nói để cho cô chú dạ trên mạng nghe. Dạ 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 là Akun cần ó nó bằng ôn á. À, chú nặc thiện thơ là cái là thiện là người thợ, thiện thơ là người thợ á. Rồi cô cứ nói đi. Cô cứ nói thế đi. Cô nói đi. Ờ hơn nặc thiện thơ hay nhưng trong ở cần chuỗi thơ cả nhân bản trâm trầu chứ là nhân thật là ở cần và ta thiện thằng bay luôn là ba bay là ba người. Ba người cảm ơn hết tất cả ba người. Cảm ơn các anh thợ hồ rất là nhiều đúng không? biết dịch tiếng Khmer nha. Đúng không cô? Dạ. Tại vì nội cô Dung cô nói là cô nói là cô Chính cảm ơn ba anh thợ rất là nhiều, cảm ơn anh thợ Hồ. Chúc sức khỏe đúng không? Dạ. Đó. Nói vậy chứ không biết dịch cô chú gì đừng chỉ, đừng có chữ nha. Không. Cô Chính. Dạ. Mà con nói đúng không? Dịch đúng không? Dạ, dịch đúng đúng cái cũng nhân là trong chục tiếng có dịch được đâu 4-5 tiếng rồi. Ừ. Vậy còn đâu có gì đâu mà. Tại vì cô chú anh chị nói con nhìn ngày càng giống là người Khmer. Người Khmer. Tại đi nhiều nơi nhiều chỗ á thì nó thâm đen á. Không mặn mồi, nước da mặn mồi. Nước da của người khỏe mạnh. Chứ không phải là thâm đen đâu. Mỗi cái đẹp nó khác nhau, có người thích nước da trắng thì đẹp, có người thích nước da đen thì đẹp đúng không anh Hùng? Đúng. Đen mặn mồi như anh Hùng nè. Trời ơi, cơ bắp ảnh cuồn cuộn luôn á, anh kéo lên một cái là chuột là nổi lên cục cục luôn. Rồi. Thông tin với cô Chính như thế này. Dạ. Bữa nay rửa cái giường này. Dạ. Hai giường này tí xíu nữa khô gạch này đem vô luôn. Dạ. Nha. Dạ. Rồi xin phép cái này nữa. Mồng mền của mình á. Dạ. Bổn bao. Dạ. Cất. Mua đồ mới để vô. Dạ. Vậy là được không? Dạ được. Cái cũ mình bỏ bỏ dạ. bỏ bao hết á anh Học. Cái cũ bỏ bao. À. Cái cũ bỏ bao về nhà mới. Toàn bộ mới. Về nhà mới là toàn bộ mới hết, từ dạ. nay là hết bệnh luôn. Gồng dạ. lên. Cố lên. Cố lên. Rồi vui quá. Dạ. Rồi thôi vậy ha cô Chính. Dạ, dạ. Tại biết sao cô bác quý chị tính ngày mai là bàn giao rồi cô dạ. mới vô ở, nhưng mà thôi ngày nào hôm nay là vô liền anh Học. Vô liền cho nó đẹp. Yeah. Rồi bây giờ thì chắc có lẽ là đoạn clip cũng khá là dài, các anh em cũng chuẩn bị đi mua một số đồ dùng cho cô Chính để đem giường đồ vô cho các bé vô nằm luôn. Yeah. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị ở video clip sau, bàn giao tiền cho anh Hợp. Còn công bố số tiền bao nhiêu danh sách quý mạnh thường quân ủng hộ đến thời điểm này á, thì ngày mai này Bùi Hồ sẽ bàn giao cùng với cô và sẽ công bố số tiền của quý mạnh thường quân ha. Rồi ngày mai sẽ review cận cảnh chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau. Sáng nay thì mở một cái hũ sơn ra. Đây là một màu xanh ngọc, một cái màu rất là đẹp cho ngôi nhà mới của cô Chính cùng với những người cháu. Ở trong này có một cái tấm gì nó rất là lạ lạ mà anh Hợp nói Bùi Hồ chưa từng gặp này đúng không? Và thật tình là chưa từng gặp. Và bây giờ thì
mời cô chú anh chị sẽ cùng trải nghiệm đó với anh Hợp. Anh Hợp mở ra cho xem anh Hợp ơi. Ây da, dính tay à. Rồi. Quay nghe. Dạ. Đây phần thưởng hả? Ừ. Thấy gì? Để mua thuốc ho uống nè. Công ty nó cho vậy á. Thấy gì chưa? À, cái này là ở trong thiệt luôn nha cô bác anh chị. Có 5 ngàn hả? 5 ngàn. Tiền này năm số xe ghi đẹp khi ghê ha. Đâu mở ra luôn. Mở ra anh đâu? Đâu đây coi. Này là 5 ngàn thuốc ho hả? Thiệt không? Thiệt. Mua thuốc ho uống lại mình xả bê bụi vô cái họng mình á. Ôi trời, thiệt không anh? Thiệt luôn hả? Trời. Ồ vậy hả? Nó, bởi vì tôi nói bình luận cho giữ vô đi. Bây giờ công ty Sơn người ta còn biết mấy ông này cực khổ cho 5 ngàn để mua thuốc ho uống rồi đó. Nó thấy mình cảm thấy mình bị khổ nghiệp chưa? Ai, và chiều ngày hôm nay sau khi anh Hợp ảnh, trưa ngày hôm nay sau khi anh Hợp ảnh ảnh sơn xong mà có báo anh chị, thì Bùi Hồ sẽ có thay mặt cho quý mạnh thường quân là bà Xuyến ở Mỹ sẽ gửi cho các anh họ một cái phần quà. Các anh có dặn là ai nói gì thì nói các anh vẫn lòng tin. À, đây em tặng cho anh lớn nè, mua thuốc ho uống đi. Nè. Nè, cầm đi. Mười lần đó là mua đựng trái dừa sáp rồi.